Ở trong lịch sử điều trị của em là em đã từng điều trị ở những đâu? Có điều trị bác sĩ bao giờ không hay là chỉ tự mua thuốc hoặc là ra spa để điều trị? Qua spa điều trị. Spa mà họ kê được thuốc cho em à? Spa họ chỉ cho thuốc bôi lăn lộn thuốc, cho thuốc bôi bôi. Cho mấy cái loại kem kiểu thảo dược đúng không? Có đúng Không, loại kem này là em mua ở bên nước ngoài. không? À, tức là em cũng tự mua nữa đúng Có người quen giới thiệu. không? Ừ, ok. Thế vậy là mình điều trị nó chưa đúng với chuyên môn rồi. Nhất là hôm nay anh thấy là cái da của em đang rất là dầu nhá, Vâng. lỗ chân lông thì giãn rất nhiều mụn ẩn và mụn đầu đen em ạ. Vâng. Em để khá lâu nó để lại khá nhiều sẹo, Vâng đúng rồi. chưa kể là em đang có thâm nữa đúng Vâng. không nhỉ. Vâng. Cái này thì nó sẽ khiến cho da em nó cứ thế này và nó cứ lem nhem mãi Nó cứ lên như là có cái gì này nó căng đúng vào da mặt lên nhá. rồi, chính Nó xác, rất nhiều mụn đó. nhiều mụn ẩn lắm Vâng. đúng rồi. Lưng ngực em bị không? Lưng thì nó không có, ngực nó không có. Ok, đã có ba vùng da dầu là mặt, lưng, ngực đều có thể bị giống nhau. Vâng. Chả sao cả, với em này, thứ nhất là hôm nay mình sẽ dùng cái hút tắc nghẽn để giảm mụn ẩn của em Vâng. nhé. Thứ hai là xử lý các nhân mụn, đấy, nếu Vâng. có thể thì em làm xử lý thâm luôn. Vâng. Và anh sẽ kê đơn cho em. Vâng. Mục tiêu của anh là của em sau khoảng tầm độ 4, 4 tuần đến khoảng 6 tuần thì đó, của Vâng. em phải khỏi khoảng 8-90% Vâng. nhé em nhé, chứ không để lem nhem thế này. Vâng. Sau đó cái sẹo là mình sẽ xử lý sau Vâng. nhé em nhé.